Hai người ca xin chào ông bà cô chú anh chị em. Thì tiếp theo clip hôm qua là người ca đã review cho mọi người xem là cái cách mà đi tìm việc ở Úc á. Thì sau hai cuộc phỏng vấn thì người ca cũng tìm được một cái công việc, và đây là cái chỗ người ca làm nè. Đó. Đây là một cái xưởng mộc á. Thì bây giờ hôm nay là ngày đầu tiên mình đi làm, bây giờ là 4 giờ rồi. Mình làm từ 7 rưỡi tới giờ. Thì bây giờ trên đường về mình sẽ chia sẻ cái công việc cho các bạn nha. Giờ là mình mới ra khỏi cái xưởng. Ở đây là cái xưởng mộc. Mình ngồi đây nghỉ mệt chút xíu rồi mình sẽ đi bộ tàn tàn ra bến xe. Thì mình nói thật các bạn là ở đây nếu mình có xe thì mình tự đi xe. Còn nếu không có là mình phải đi 2-3 chuyến xe luôn. Vừa đi bộ, vừa đi xe bus, vừa đi xe lửa. Và các bạn xem nè, nếu như ở Việt Nam mình sáng ra mình tàn mình làm tô phở, uống ly cà phê, thì mình ở đây là từ đêm qua mình đã chuẩn bị sẵn cái cà men cơm này nè, mang đi để sẵn đó, và 5 giờ sáng mình đã chuẩn bị, mình bắt đầu mình đi, mình đón xe mình đi rồi nè, cà men cơm nè, ai cũng mang cà men cơm hết đó. Thì bây giờ mình sẽ kể cho các bạn nghe. Sáng sớm là mình đi bộ khoảng chừng 500m đi ra ngoài cái xe bus. Xong rồi từ cái xe bus đó mình đón xe mình đi tới cái ga xe lửa. Rồi từ cái ga xe lửa đó là mình sẽ xuống, mình đi bộ tới cái chỗ làm sau lưng mình đó. Đó là khoảng chừng một cây số đó. Thì bây giờ nếu mình đi về thì mình lại đi bộ ra cái bến xe lửa khoảng chừng cây số. Rồi mình đi xe lửa gần tới nhà thì kết bến đó. Mình xuống đó là mình sẽ lại bắt xe bus mình đi. Chia sẻ thêm về cái công việc á, cái công việc này là cái công việc nó liên quan tới nghề mộc, thì cũng may á, là mình cũng biết một chút nghề mộc, thì vô làm giống như là cưa cắt chà nhám chét mấy cái lỗ mọt này kia đó bằng cái, nhưng mà ở đây ta xài bằng máy không à. Thì cũng may là ông này ông nhận mình là 23 đồng một giờ có super, có nghĩa là cái tiền mà bảo hiểm cho mình á, rồi tiền hưu trí gì đó đó người ta sẽ đóng cho mình. Thì mình 23 đồng đó thì mình phải chịu thuế. Thì cũng thông tin cho các bạn là nếu mình có những chỗ mình làm mình phải khai thuế đó, mình không có mã số thuế, mình không phải công dân nên mình không có mã số thuế thì người ta không nhận mình làm. Thì mình là sẽ làm những cái công việc khác, ví dụ như là không có cần mã số thuế, không cần license, như là đi phụ lót gạch hay vân vân á, mấy cái nghề tay chân á, đi phụ tao bán hàng quán bưng bê này kia á, thì nó không có, nó sẽ trả tiền mặt. Nhưng mà cái trả tiền mặt nó thay vì cái lương cơ bản nhà nước cho tối thiểu là 2-3 đồng mấy sen một giờ, thì người ta chỉ trả bạn chừng 12 đồng, 15 đồng. Nhưng nếu các bạn làm vậy là các bạn thấy cũng thiệt, nếu mà mức thuế của mình mà chưa đủ tới 200 ngàn một năm á, thì mình không được đánh thuế, người ta sẽ hồi thuế cho mình đó. Còn nếu mà làm kia thì lương có 10 đồng 10 mấy đồng giờ à. Thì bây giờ mình sẽ bây giờ để thuế cho nó dễ hiểu thì á, mình lấy cái thông tin ở trên mạng cho các bạn xem nè. Khung thuế của công dân Úc năm tài chính 2023-2024 nè, một bên là thu nhập chịu thuế đó, ví dụ là mình làm là 18.200 đô là mình là một năm là mình miễn thuế nè, thấy không? Rồi còn ở dưới đây mình làm 18.201 đô tới 45.000 đô thì mình sẽ đóng 19 sen cho mỗi đô la vượt quá 18.200 đồng. Có nghĩa là nếu mà mình quá 18.000 đó đó, 200 đồng đó đó, thì một cái phần quá lên đó thì một đồng á thì nó tính mình 19 sen đó. Còn nếu mình làm được 45.000 cho tới 120.000 đô á, thì mình phải đóng thuế 5.092 đô cộng với 32.5 sen cho mỗi đô trên 45.000 đó đó. Thì bây giờ các bạn thấy không, nếu mà mình làm ít tiền như mình đi 23 đồng thì tính ra tới cuối năm thì mình cũng là chưa có đủ thì mình sẽ được hoàn thuế. Còn nếu mình làm ở ngoài á, mình không có cái mã số thuế á, đó thì người ta sẽ trả tiền mặt cho mình chừng 10 đồng, 12 đồng, 14 đồng, 15 đồng.
thì rất là thiệt thòi cho mình. Và nếu như các bạn muốn đi cái phương tiện công cộng ở đây, xe bus, tàu lửa, tàu thủy, vân vân, đại khái là các phương tiện công cộng, thì các bạn sẽ phải mua cái Uber Card. Cái đó là giống mình nạp tiền sẵn vô trong đó, rồi khi nào hết tiền thì mình lại nạp vào, rồi mình đi có phương tiện công cộng thì mình tát vào, người ta sẽ trừ tiền cho mình đó. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho đây các là cái Uber Card như thế nào và hoạt động ra sao. Uber Travel nè, bây giờ mình chạm vào thì trên đây mình đã lưu hết rồi nè. Thí dụ bây giờ là mình ở 53 Home Free đi, mình muốn tới ga Liverpool Station đi, thì mình bấm vào chuyến đầu tiên nè. Nó có nhiều chuyến nè, có chuyến đầu tiên là 819 nè, chuyến thứ hai là còn 9 phút nữa tới nè, số 817 nè đó. Cái chuyến kế bên là 18 phút nữa sẽ có chuyến 817 nè, thì nó sẽ bắt đầu từ 4 giờ 36 phút cho tới 5 giờ 10 là dự tính sẽ tới, với giá 6 đồng 15 sen. Thì cái là nó tính là mình vừa đi xe lửa vừa xe buýt luôn. Thì mình bấm vào cái chữ Living Now cho các bạn xem nha. Ủa không phải, bấm vào cái một cái chỗ giống như cái hàng đầu đi, năm còn 4 phút nữa tại đây có sẽ có chuyến xe buýt nè. Cái chuyến này thì có giá là 4 đồng 15 sen. Thì bây giờ mình bấm vào cái chuyến thứ hai là mình đính chọn đi, ví dụ như là còn 8 phút nữa thì xe sẽ tới chuyến 817 với giá 6 đồng 15 sen, bấm vào đó. Thì trên đây nó có cái chuyến đi nè, đây không đó, từ cái ga Calibel này đó mình sẽ đi xuống Cap Ramata nè, thấy không, xong mình đi bộ 3 phút nè, thấy không, đi bộ phút này để xuống cái bến đó, rồi bắt đầu mình từ 3 phút đó mình sẽ tiếp tục mình bắt xe buýt đó, từ bên xe buýt là tới Cap Ramata Station nè, mình bắt xe buýt mình về tới nhà mình đó. Thì các bạn có thể coi trên cái bản đồ nè đó, thấy không, trên cái hình người nè, là mình bắt đầu từ đây đó, mình sẽ đi ra tới đây đó, mình tới đây mình sẽ đi xuống xe, mình đi bộ mình lên cái ga xe lửa, rồi mình đi xe lửa chạy tới đây đó, chạy tới mình xuống bến và mình sẽ đi bộ khoảng chừng một cây số nữa tới nhà mình. Rồi khi nào mình hết tiền á, mình sẽ lại nạp vào cái app này đó, nạp tiền vào đây đó nè. Như bây giờ là mình hiện đang có 17 đồng 20 nè đó, mình muốn nạp tiền vào mình bấm vào cái chữ top up nè đó, rồi mình muốn nạp bao nhiêu thì mình bấm vô đây đó, còn hết tiền thì mình nạp vô, mình cứ đi hết tiền mình nạp vô. Đó là cái app này nó là như vậy. Buổi sáng á, mình phải dậy là thật là sớm luôn á, mình đi làm đâu có làm cho mà làm trễ đâu, dậy thật là sớm, chuẩn bị cơm nước xong mình đi xe. Đâu phải cái xe buýt nó nói 10 phút tới là 10 phút đâu, nhiều khi kẹt xe rồi đông khách á, cho nên mình phải đi sớm, rồi quăng qua 2-3 cái chặng đường nữa, qua tàu lửa rồi còn đi bộ nữa. Thì mình chia sẻ theo cái công việc của mình ở đây á, là mình đi làm á, ở đây nó cho mình được nghỉ, ví dụ mình làm 7 giờ rưỡi tới 10 giờ 10 rưỡi mình được nghỉ giải lao 10 phút uống nước. Tới 12 rưỡi mình ăn cơm nửa tiếng rồi bắt đầu làm tiếp. Nhưng mà cái thời gian mình ăn cơm hay gì đó là không có được tính đâu nha, không có được tính tiền đâu nha. Đó là cái công việc nó là như vậy. Thì bây giờ là nói là họ sẽ cho mình làm trong vòng 3 tháng, nếu mình cảm thấy được đó là người ta vô biên chế cho mình luôn. Đó. Thì bây giờ mình đi bộ đó, nãy giờ các bạn thấy mình đi bộ á, xong mình dừng lại góc đường mình làm video cho các bạn xem, đi bộ tới cái ga xe lửa, và từ cái ga xe lửa đó tới một cái cuối trạm á, mình sẽ xuống dành đón xe buýt đi về nhà, tới nhà xuống rồi mình lại đi bộ vô nhà tiếp. Thì mình cũng chia sẻ thêm với các bạn nè, nhiều người á ở bên đó nói là ở đây chắc là sung sướng này kia lắm. Thực ra các bạn thấy không, người là be bét hồ cháo luôn nè đó, không hề dễ dàng đâu. Các bạn làm bên Việt Nam
500 ngàn, một ngày mình ăn còn 200 ngàn, còn 300. Ở đây các bạn tính nó làm 23 đồng giờ trừ thuế xong, cho là còn 20 đi. 20 thì mình ăn sáng cũng hết 20, ăn trưa cũng hết 20, ăn tối hết 20 là 60. Đó, rồi tiền nhà, tiền thuế, tiền bảo hiểm xe, không còn gì hết. Thì đối với nhiều người á, đối với nhiều người á là công việc á, giống như là nhìn ở bên này á, ủa sao qua đi làm thợ hồ hay là qua làm những cái nghề mà giống như Việt Nam coi là thấp kém á, nhưng mà thật ra ở bên Úc này á, không có một cái nghề nào thấp kém hết á, nghề nào làm ra tiền là vinh quang. Chứ khi nào mà không chịu đi làm á, mới là bị người ta khinh bỉ. Mình nói thiệt các bạn á, ở trong sở đổ rác á, người ta đăng tin lên cái cần người giống như làm cái công việc đổ rác á, là hàng trăm người đã bu vô, người ta xin, chỉ cần vừa lên báo cái là mất liền, hết là hết nhận liền, tại vì có người ta vô liền. Đó, cái quan trọng là công việc nào kiếm ra tiền phù hợp, lo cho cuộc sống gia đình mình, lo cho xã hội là ok. Còn trừ khi nào bạn không đi làm á, mới là bị khinh ghét. Còn nó thật với các bạn chứ, cái công việc ở bên này á, cái công việc á, lót gạch này á, nếu mà chịu khó làm là hái ra tiền luôn á. Đối với Việt Nam thì kêu đó là nghề tự phụ hồ, phải không? Nhưng mà các bạn qua đây đi, làm mấy nghề đó, làm xây dựng đi các bạn, nói các bạn hái ra tiền luôn á. Đó, thì nó rất là nhiều cái công việc. Cũng có những cái công việc người ta có học á, thì người ta làm cái công việc nhẹ nhàng hơn. Đó, làm y tá, bác sĩ, kỹ sư này kia á, thì mình có điều kiện thì nó tốt thôi, thì lương nó sẽ cao hơn. Nhưng mà ngược lại các bạn thấy nãy mà nó lương các bạn nãy mình chia sẻ cái lương á, cao thì các bạn đóng thuế cao thôi, nhưng ngược lại các bạn đóng thuế thì về già các bạn được hưởng thôi. Và nên nhớ ở Úc này á, tại sao cái người ta thích tới ở Úc này, thứ nhất là cái khí hậu nó tốt, cái thứ hai cái an sinh xã hội tốt, cái thứ ba cái mà y tế rất là tốt và chăm lo cho người dân rất tốt. Ví dụ như á, mấy người già qua đây á, là một người đi làm là phải nuôi hai người già đó, cái tiền thuế là nuôi hai người già đó. Cái người già đó họ được tiền chính phủ trợ cấp hàng tháng, an sinh hàng tháng, ví dụ như là cho một tháng là một năm là mấy chục ngàn đi, là các bạn thuê người tới phụ dọn dẹp, chở đi chơi, đi massage vân vân, dùng cái tiền đó đó. Còn nếu các bạn đi bệnh viện á, thì không phải tốn tiền, đi khám cũng không phải tốn tiền, nhưng mà nó không, đây không như Việt Nam, các bạn đi khám bệnh á phải vô cái khám liền, có bệnh kệ anh, vô bút chứ không, xong rồi hẹn tuần sau hay gì đó tới lượt mình khám, chứ không phải muốn vô khám đâu. Nhưng mà trừ những cái bệnh nặng á, như cấp cứu rồi á, là vô người ta làm rẹt liền, không có phải tốn tiền. Thì đó là cái tiền thuế mình á, là vô đó đó, cho nên mình làm mà đóng góp tiền thuế vô đây thì nó cũng xứng đáng thôi. Giờ mình đang đi tới chiếc cầu mà mình đi đây, mình nhớ cầu sắt ở ngay chỗ Cao Hưng á, gần nhà mình á, thì mình cũng xem xe thẻ thêm các bạn nè. Cái tiếng Anh nó rất là quan trọng đó. Hồi đó mình ở Việt Nam mình nghĩ đâu cần thiết, nhưng mà mai mốt đây á, cái tiếng Anh nó giống như là nó toàn cầu hóa rồi. Giống như là Thủ tướng Việt Nam cũng nói là mai mốt tiếng Anh cũng là giống như cái ngôn ngữ thứ hai á, mà các nước trên thế giới á, châu Á rồi nó cũng dùng tiếng Anh không à. Các bạn qua đây không biết tiếng Anh là thua luôn, như cầm điếc mù. Nãy mình vô tiếng Anh không, họ biết không, kêu đi được cái chỗ đó có nhiều người Quảng Đông, họ biết tiếng Quảng Đông không, mình kêu khoảng xíu xíu biết chút chút, nói hồi cái nó nói cái gì mà em biết chút chút, cuối cùng không biết cái gì hết đó. Nhưng mà mình dùng thêm cái động từ to work, work qua work lại thì cũng hiểu ý nhau và chung chút làm. Nhưng mà nếu mà các bạn á, biết tiếng Anh á, thì các bạn dễ khám phá cuộc sống ở này hơn, không phải đi hỏi, không nghe hỏi ai, hỏi ta cũng chẳng muốn trả lời bạn đâu, bạn tự tìm hiểu và gặp những người nào mình cần thiết á, mình hỏi, mình nói chuyện, ta mình mới biết. Còn không ở đây á, là lú luôn đó nha, cho nên nó bắt buộc phải học một trong một cái ngôn ngữ nào đó, mà tốt nhất là nên học tiếng Anh nha, chứ không các bạn ở bên Úc này đi làm là thua luôn á. Đó, nãy giờ là mình đi bộ cũng gần cây số rồi, bây giờ các bạn thấy không, đó có
Đây là cái station nè, là cái nhà ga á, giống như ở Việt Nam là ga Hòa Hưng rồi đó. Đây nhà ga, cái trạm này là trạm Liverpool Station. Thì bây giờ mình á, sau khi mình đi bộ từ cái xưởng mình ra đây một cây số thì mình sẽ xuống dưới này và dùng cái Overcast hồi nãy á, mình giới thiệu cho các bạn á, thì mình sẽ lên chiếc xe này và đi về Capra hoặc là Calavel, xong xuống đó mình mới xuống tàu lửa, mình mới đi xe bus về tới gần nhà, rồi tới gần nhà mình tiếp tục mình đi bộ. À, thưa các bạn, đây là cái khung cảnh của cái nhà ga bên Úc này các bạn. Đó, nãy giờ mình đi bộ trên đây nè, dài trên đây nè, đó. Đó, giờ mình đi xuống cái nhà ga này. Hi. Ừ. Cái khung cảnh nhà ga này là cái khung cảnh thì có nhiều trong cái bài hát lắm các bạn. Chuyến tàu hoàng hôn này kia. Đó. Thì hôm nay á, mình sẽ lấy thân mình ra làm những cái trải nghiệm ở trên đất Úc này cho mọi người á cùng xem. Đây, mình vẽ vào đây. Ủa, đi nào? Mình không biết đường đi, mới điền đầu á. À, xuống đây cái không biết điền nào á. Bây giờ mình cái ló khó cái khôn đó, đi thấy người ta đi mình đi theo thôi. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình lên tàu đây. Đây là cái hoàn cảnh của cái đoàn tàu, cái nhà ga đó. Đây thì nó sạch sẽ lắm. Cái xe lửa ở đây á, nó chạy bằng tàu bằng điện nha các bạn. Chết rồi các bạn, đi lạc rồi, không biết điện nào lên luôn nè. Mình mới lần đầu tiên đi mình nè. Bên đây là cái đường tàu rồi nè, mà không biết đường lên đường nào. Đó. Giờ đi nào ta? Chết rồi, bị lạc rồi. Help me. Vô đây xem. Ôi, vô đi cục đường rồi. Đâu có đường đi đâu. Ủa, xuống đây có đường đi không? Đây có đường đi nè. Bị lạc đó bạn ơi. Hai lúa lên thành phố. Trời ơi, mình đi lộn đường các bạn ơi. Mình đi xuống đây á, mình gặp mà hai mấy cái người con bé nước ngoài á. Mình không biết tiếng Anh nên mình lấy cái máy dịch ra. Mình dịch. Nó kêu chú đi lộn rồi, chú hãy đi ngược lại quành qua bên kia. Trời ơi, giờ mình phải đi ngược lên. Đó, giờ mình phải đi ngược lên đây. Đi qua bên này. Hồi nãy mình đi bên này qua nè. Bây giờ mình sẽ đi bên này qua. Hi. Mệt. Hồi nãy á, đúng ra mình đi qua bên này mà mình lộn, mình đi qua xuống hướng bên này. Bây giờ chị mình qua đây lại. Hồi sáng thì người nhà mình chở mình đi, thì mình đi về để mai mốt mình biết á, mình tự đi luôn. Thật ra mình đi cái này á cũng bằng tiền xăng, tiền xe. Ví dụ bằng đi xe, đăng xe từ nhà đây cũng bằng cái tiền cước nãy mình cho các bạn xem đó, cũng 6 đồng 6 đồng mấy, nhưng mà nó tùy giờ nha. Có những giờ mình thấy cũng một cái chuyến nó có 3 đồng 2 đồng, có những chuyến có lúc mà 7 đồng, biết giờ cao điểm hay như thế nào á. Thì nhưng mà nếu mình mua chiếc xe á thì mình phải đóng thuế cầu đường nè, cái đăng mộ nè, mua bảo hiểm xe đó. Mà mình không biết sao ở Việt Nam sao, ở bên đây mình mua bảo hiểm á, xong cái mình có hít nó một cái á, rồi mình thông nó luôn, mình đồng 2 triệu. Bữa mình dít cái đít nó một cái, móp cái vô bảo bảo hiểm xong, mình lỗi là mình vẫn phải đóng thêm 2 ngàn. Wow. Giờ mình đã tới, biết đúng không? Đây, đã chỉ mình đây nè. Hy vọng là đúng rồi. Đó, xong rồi mình sẽ lấy cái podcast ra.
Victoria Peter. Hai pedestrian, khu vực 40 cây số giờ. Các bạn nhớ nha, phải học tiếng Anh á, không học tiếng Anh là thua luôn á. Bây giờ mình sẽ đi qua trạm xe bus gì station train giường nào không biết, chắc qua bên này quá, chắc hướng này quá, này có lối đi bộ đâu qua, đi qua luôn. Thank you. Đúng rồi, đây là mình thấy có đường ray, người ta đứng đợi nè. Giờ mình xuống đây, ở bên đây là không có đi ẩu được đâu nha các bạn. Đúng đèn, đứng nửa đêm đứng đèn đỏ cũng không được đi đâu. Ở đây cái bằng lái á, thì thí dụ như bằng phu đi, nếu Việt Nam thi đậu bằng là được cái bằng luôn. Ở đây các bạn thi đậu cái bằng đỏ, trong một năm sau lên bằng xanh, trong năm sau lên bằng phu, bằng phu 12 điểm. Mà nhiều khi có những cái lỗi trừ mình cái 10 điểm luôn, mất điểm là các bạn đi bộ luôn, lấy đâu mà đi xe, đúng không? Cho nên phải chạy xe rất là cẩn thận. Mình nó có bằng bi đỏ rồi, đang tính mua chiếc xe mà không biết có nên không. Đây là cái hoàn cảnh cái nhà ga nè các bạn. Rồi cũng không biết đi vô lối nào nữa. Thì trên cái app hồi nãy á, nó có xe buýt luôn, có những bến xe buýt mà đi về gần tới nhà mình luôn, không cần qua xe lửa. Nhưng mà ngược lại nó lại đón xa cái chỗ mình đi làm á. Mình biết đón chỗ nào, chắc là bây giờ mình sẽ đi lên cái đường này nè, cái chữ train nè, đúng không? Đi xa xa có chữ train nè, bên này là cái chữ way out nè, là đi xuống. Còn này chắc là mình đi vô đây. Đây có bến xe buýt luôn nè, nhưng mà xe này nó không về đến nhà mình. Đây giờ xe buýt đó, mình sẽ trải nghiệm cái hành trình đi tìm việc và đi làm ở bên Úc này nó như thế nào cho các bạn xem. Làm việc thì ở đâu cũng vất vả và cũng cực khổ các bạn ơi, không có ai sung sướng đâu, có công việc nào sung sướng đâu các bạn. Ngày mai mình lại tiếp tục cái cuộc hành trình này. Rồi, ở nhà ga đi nào đây, giờ mình hỏi không biết đường nào luôn, quên nữa các bạn nè. Mình giờ mình vô mình phải lấy cái overcast này nè đó, nãy mình nói cái overcast là cái này đó, mình chạm vào để mình sẽ đi. Bây giờ mình quay cho bạn xem, mình sẽ chạm cái này vào. Đó, rồi đi thôi. Và lát mình xuống dưới ga, mình lên tầm mình cứ đi thôi, mình đi nào mình xuống tới này, tới nào mình xuống á, thì mình ra cổng mình là chẹt vô một cái nữa, và người ta sẽ biết mình đi bao nhiêu để người ta kê tính tiền cho mình. Và đã tới cái ga này đẹp platform. Đó, mình không biết đi cái chuyến nào nữa đây. Giờ mình sẽ xem cái bảng, không có cái bảng nào nó có cái bảng mà nó có ghi cái chỗ mà nơi mình đến đó, mình cần đến đó. Ví dụ mình về cấp Ramata phải không, thì nó có cấp Ramata thì mình mới đi. À đây nè, đây nè, còn Lake Town còn 8 phút nữa có một chuyến, mà mình thấy ở trên này nó có cái Kalebel Capra luôn, Paramata, và mình sẽ đi cái chuyến này. Đó là lát mình xuống là Kalebel nè, hoặc là Capra Mata hay cái tiền cũng được nè. Bây giờ mình sẽ chờ chuyến này còn 7 phút nữa, thấy không? Đó, mình không có được đi qua cái vạch xanh này, cái vạch này là cái vạch rất là nguy hiểm. Đó, giờ đứng ở đây chờ chuyến tàu đậu son. Bên kia tao cũng chờ nè, ở đây có nhiều cái ga lắm. Còn một phút nữa xe tới nè, các bạn thấy không, đúng luôn, xe tới đúng giờ luôn.
Đó. Không có chậm chút nào, nói một phút, chưa tới một phút là tới rồi. Bây giờ mình sẽ lên cái chuyến tàu này. Đó. Và các bạn cùng lên tàu với mình nha. Coi cái tàu ở đây nó là sao. Thì đây nó có hai tầng, tầng trên và tầng dưới. À, có thể mình sẽ ngồi tầng dưới cho các bạn xem dễ dàng hơn. Đây. Đó. Ở trên này nó có đề Liverpool nè. Một lát nữa thì cái xe này nó tới đâu thì nó sẽ hiện lên cái chữ đó và mình biết được mình sẽ xuống dưới đó. Giờ tàu lên bắn. Nhìn này giống Việt Nam không? Thấy em ru của bạn. Hai bên. Quang cảnh này. Phương tiện công cộng đây khá nhiều. Cũng sạch sẽ tương đối. Ở trên này nó có tầng trên nữa. Đó, các bạn thấy cái dòng chữ ở trên không? This station Warwick Farm có nghĩa là cái trạm kế tiếp là cái trạm Warwick Farm nè. Ví dụ đó mình xuống đây thì nó dừng lại là mình xuống nha, phải nhớ trong người là quên đi lạc chết luôn, đi vòng cái đường về nhà giống nãy mình đi không lạc, đi mấy vòng mới ra được cái nhà ga. Đúng hai lúa lên thành phố đi. Thì qua đây mình cũng chia sẻ một số cái gì mình biết được. Thật ra mình làm cái kênh YouTube này không phải là vì kiếm tiền, bởi cũng chẳng ai coi mình đâu, mình đâu có gì đặc sắc. Nhưng mà mình làm thứ nhất là mình để lại những cái kỷ niệm trong cuộc đời mình nhờ YouTube sử dụng. Nói chung là mình chia sẻ những cái vấn đề gì mình biết được. Ví dụ đôi khi nó có cái gì hay đó sao thì ai đó cần thì vô tình vớ được thì nó giúp ích được cho họ, còn không thì thôi thì cũng đâu mất mát gì. Thì lúc đầu là người ta tính là làm cái một cái YouTube, có nghĩa là khi bắt đầu mình đặt chân qua đây là mình không biết một cái gì hết, mình giống như là cái hai lúa vậy. Thì bước chân qua đây mình bắt đầu mình gặp cái sự việc gì, tiến triển ra sao, tốt đẹp hay là xấu, hay là vui hay buồn, mình sẽ ghi lại những cái hình ảnh đó trên cái thước phim YouTube để chia sẻ cho các bạn đó. Thì là cũng là mình giữ là kỷ niệm, cũng là một phần nào biết đâu được các bạn cần dùng. Bây giờ hiện giờ bên Úc đang rất là siết chặt cái visa, tại vì người ta đi du học hoặc du lịch ở đây á, nó mục đích không phải như vậy. Ta đi làm nhiều á, đi làm nhiều á thì sẽ cạnh tranh công việc của người dân Úc này, người dân Úc này sẽ bị thất nghiệp và sẽ cạnh tranh về cái giá cả, cho nên họ sẽ siết chặt. Nhưng mà nếu mà gặp các bạn mà có tiếng Anh tốt, có một cái công việc thật sự mà bên Úc này cần, các bạn làm visa đi chắc chắn 100% là được. Chứ đừng nghe ra nó bậy bạ, đóng tiền vô không biết gì cũng được visa là không có chuyện đó, để có tiền mất tật mang. Tại vì bên Úc này mình nhìn thấy là tuy là đất nước rộng lớn nhưng mà thật ra nó cũng nhỏ bé lắm. Tại vì người ta đâu sống hết một cái nước một quốc gia đâu, tự ở giữa là một cái sa mạc mà sống ven ven không thôi. Mà nhân tài đây rất là thiếu, rất thiếu, thiếu từ cái người thợ xây tới cái người đại khái những công việc Việt Nam đầy rẫy là ở đây họ thiếu luôn. Thì nếu mà mình sự mình có cái khả năng thật sự á, mình làm visa, mình biết tiếng Anh, chứng minh tài chính. Thật ra họ cũng không cần chứng minh tài chính luôn, tại vì bị gạt nhiều quá tao sợ, cho nên họ làm vậy. Thì các bạn cứ đường đường chính chính bạn đi một phát là được liền. Đừng nghe ai nói không biết gì đi qua ai được, là chết luôn nha. Và bây giờ tới cái Calabel nè, giờ mình xuống nè. Đó. Đi xuống. À, mình đã xuống xe buýt rồi, bây giờ là mình xuống cái này là Calabel. Rồi đi thôi. Thì các bạn nhớ hồi nãy không? Là mình có cái thẻ Overcard này nè. Bây giờ mình sẽ kiếm cái thùng đó mình ịn vô nha, chứ không là mai mốt là mình đi lần thứ hai là người ta trừ, người ta phạt mình đó. Đó, bây giờ mình xuống tàu luôn, giờ mình phải cáp cho lại cái nữa. Rồi, xong.
Và bây giờ mình xuống Calavel thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đi bộ tìm xe buýt để đón xe buýt đi về nhà mình. Mời các bạn cùng đi với mình. Đi qua đường. Qua đường. Đấy. Qua đường giờ kiếm xe buýt nè, biết xe buýt đâu rồi. Biết có phải ở đây không? Mình đi xuống đây thử coi. Đó, nãy mình mém lộn nha, nó đề là Next Stop Calavel. Mình tưởng là sau cái này mới tới Calavel. May là có cái người Việt Nam họ chỉ mình á, nói là ở đây chứ không là mình đi lạc nữa. Đi lạc không biết nó chạy đâu nữa. Đâu. Bây giờ đi tìm cái bến xe buýt. Buýt đâu ta? Cái này là cái cam ha. Xe buýt ở đâu? Thấy cái bản đồ chỉ rồi mà mình nhìn không ra. Bữa thấy cái xe buýt đậu đây nè. Giờ chắc đi hỏi thôi, hỏi người ở đây thôi. Ai nói tiếng Việt mình hỏi đi về thôi. Nói chung là tới đây là cũng ổn rồi. Đây đi bộ về nhà cũng 4 cây số. Còn lát mà đi lạc đường đi bộ luôn. Hết bên kia đường. À bên kia có bến xe buýt nè. Qua bên đó. Bên kia có đó, có nhà chờ xe buýt đó. Thấy không? Lát mình sẽ qua đó mình đón xe buýt. Về. Đây vèo. Thì mình cũng vừa xuống xe buýt. Hồi nãy trên xe buýt đông quá. Quay dướng dướng mặt ta. Sợ nó cũng không hay lắm, bất tiện á. Mình không quay. Thì mình đã xuống xe buýt là cái tới bến gần tới nhà mình. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi bộ về nhà. Thì cái video của Nhật Ca xin phép quý vị được dừng ở đây, qua những cái trải nghiệm đi tìm kiếm công việc của mình. Hy vọng là quý vị tiếp tục ủng hộ Nhật Ca qua cái kênh Khám Phá Nước Úc, để Nhật Ca tiếp tục phát triển kênh, để mà đem những cái trải nghiệm của mình ở trên đất nước Úc này để chia sẻ cùng với bà con. Thì có những vui, có những buồn, thì có những nào mà không hay thì bỏ qua, còn cái nào hay thì có thể giúp ích cho bà con thì bà con giữ lại. Và bây giờ video của mình ghép được kết thúc ở đây nha. Xin chào bà con, tạm biệt.